Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ngài thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài quý trong một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ, chứng dương cùng tan tháng, kịp không cùng tầng. Phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề tâm lệ. Nam mô tận hư không biên phạm giới, quả hiện vị lai tâm phương chư Phật. Tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tâm tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lời Bồ Đại hạnh phố hiền Bồ Tát. Hồ Pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ. Đạo sư A Di Đà Phật, đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chi Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân tình đại hải chúng Bồ Kim lư vừa bén chiên đàn, thâm tông pháp giới đạo tràng. Mười phương ơi hiền thành mấy bao kiên tường, chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền. Pháp thân toàn thế hiền tiền, chứng minh Phần pháp rộng sâu rộng nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu.
nay con nghe thấy tiên tri tụng nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu ai nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung. Bây giờ Ngài Vô Tăng ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bày vai hữu chấm tay hướng Phật mà bành rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phần bảo Ngài Vô Tăng ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xứng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng. Do vì xưng hoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phánh trăng châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quy giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng dầu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi, nếu kẻ oán tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chủ dân đoàn người buông đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người xương
rằng can thiện nam tử chớ có sơ sanh. Các ông phải nên mong lòng xin danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh. Nếu các ông xin danh hiệu Ngài, thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có xứng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận ý. Quán Thế Âm Bồ Tát có những xứng ngoài tầng rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sẵn con trai phượng đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bèn sanh con gái, cô tướng xinh đẹp trước ra trong còi buông đứng. Mọi người đều kinh mến vô tận y. Quán Thế Âm Bồ Tát có sống hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý, thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp, không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế, Ngài Bồ Tát Y Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nói pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào? Phần bảo vô tận ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đằng đồ thoa thời, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phần. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác, đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân duyên
dùng thân thanh văn đăng đờ thoa Bồ Tát liên hiền thân thanh văn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiền thân phạm vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân đàn đờ thoa Bồ Tát liền hiền thân đế thích, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiền thân tư tài thiên, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ xá môn đàn đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân tỳ xá môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương đàn đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trưởng gia đàn đờ thoa Bồ Tát liền thân trưởng giả, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân tế quan, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quang Bà La Môn đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng già xoa càng thẳng Bà Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hầu La Già Nhân cùng phi nhân đăng đổ thoáng Bồ Tát liền đều hiện thân mà, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đăng đờ thoa Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp Vô Tận Y Quang Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng hình dạo đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế, vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh, hãy ban cho sự mô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thế Vô Úy, Ngài Vô Tận Y Bồ Tát Bằng Phần Đăng. Thế Tôn con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng, nơi cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuối ngọc trăng bảo pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng:
Xin Ngài về thương chúng tôi mà nhận chùi ngọc này. Bây giờ phần bao Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tứ chúng cùng trời rồng. Và cho càng tháng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó tâm thời Quan Thế Âm Bồ Tát. Thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó chia làm hai phần, một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sân ngoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lung đó Ngài Vô Tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng: Thế Tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kia. Phần tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm đấng đầy đủ tướng tốt nói kệ đảm vô tận. Ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay gì khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài rô rớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di vì người sâu rơn xuống. Do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoan vì người dữ rượt ra xuống núi kim cang. Do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mày long hoàng gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài. Do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chén. Do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiên xích tay chân bị gông cầm. Do sân niệm Quán Âm tạo ra đằng hoa khói nguyện rủa các khuôn độc muôn hại đến thân đó. Do sân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữ rồng độc các loài quỷ. Do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoàng thú giữ vây quanh nanh vuông nhọn đáng sợ. Do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông. Do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da xôi mưa lớn. Do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xứng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xứng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương mười phương không coi nào chẳng hiền càng loài trong đường giữa địa ngục quy súc sanh. Sanh già bình chán khổ lần đều khiến dân anh chờn Quán Thế
quang tịnh quang trí huệ quang rộng lớn bi quang và từ quang thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận pha kháng tối hay phụng tai do lửa khâm soi sang thế gian lòng bị răng như xâm ý từ nhiều đường mây tối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sản do sân niệm quan âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức măng lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền tơ cho ngồi đứng dậy đến trước bánh phân rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Chứng thần không nay thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phán tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma đi bán di hồng án ma Án Ma Ni Bán Di Hồng 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 Phổ Môn Thị Hiện Cư Khổ Tầm Thanh Từ Bi Thuyết Pháp Đồ Mê Tăng Phổ Cảm Ứng Tùy Hình Tư Hải Thanh Ninh Bát Nạn Vịnh Vô Thâm. Nam Mô Hiệu Biến Thông Danh Từ Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pha Hoằng Thế Nguyện. Nam Mô Nhân Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quảng Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện.
Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quang Âm Như Lai Tâm Thính Cứu Khổ Nguyện. Nam mô Hằng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Mà Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sai Tâm Mà Nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam mô Trú Dạ Quần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệt Tam Đồ Nguyện. Nam mô Vọng Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Vô Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Trạng Phan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Mà Thầm Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hài Phím Từ Phong Phổ Tế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thinh Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trần Lào Lào Bốn Thánh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lành Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi Trái Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công Thành Quà Chứng Có Bài Đính Đăng Hàng Bồ Tát Danh Quang Tự Tại Khi Tham Thiền Bồ Ngài Đến Trong Mà Thầm Vào Trí Huệ Mơ Thông Rồi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tâm cả không chi khổ ách trong thực tâm hiện cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sẵn kia thọ tưởng hành thân phân chia cùng lại như vậy tông về chân không
tòa sáng cứu nhân ông tạm đó. Can pham kia tưởng nọ luôn trần, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không. Tánh không sang xuống đài đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hên chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tăng cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vâng lòng khi huệ linh thông, mà bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chú duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn ban nhà, đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là hơn, pháp môn tối thân cõi chân mau về. Thần chú linh trí đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thịnh thịnh oai thần. Trừ tăng cá nguyên nhân càng khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Đừng quán âm ngoài thần lòng, lòng khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp
gần xa ngưỡng mộ, Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, hệ ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, dầu trọng bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua, vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn một nhà đường vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ấy, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn đổ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam hải núi Phổ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thì hiện, Đức Như Lai thuộc chuyện thiên ngài, oai thần linh hiển không hai. Tầm thanh cơ cô chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn thu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ưng hiền tân thì, tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho, trong khổ hải đò từ vững đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng sen báo đài vàng, Di Đà Thọ kia rỡ ràng thành thơi, từ bi cứu khổ độ đời, tạ
làm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện Chí Tăng đành lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đánh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say. Mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mận đường vua nịnh, mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình, lời dền theo lắm chuyện gây con. Thân ham dùng găm vón xe xuôi, mở tướng bao la vũ trụ, bởi lùng dùng lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ, nguyện tội ác từ nay dứt bỏ, chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê. Trước đại thiên thành kinh hướng về, tình tam độc quý Tam Bảo, phần giới cánh chuyên trì chú đáo, dân tầng cùng gồng rễ vô minh. Chí phàm phu tử lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh. Công vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tan chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu, vô nguyện tội chương tâm tiêu trừ, thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kim phần ngộ vô sanh, bấn thối Bồ Tát vi bằng lữ, nguyên vị thư công đức. Phổ cầm ư nhân thiên, đằng giữ chúng sanh, giai công thành phần đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phán lòng vô ai thường. Tự quy Pháp mai xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ